Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh truyền thông Đa Minh. Kính thưa quý vị, ngay giờ phút này, Ban truyền thông tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam đang hiện diện tại nhà nguyện Salon Đắc Bốc Giáo Phận Kon Tum, nơi đã chứng kiến những giờ phút cuối cùng trong cuộc đời mục tử của Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh. Chương trình Ống Kính Đa Minh xin giới thiệu đến quý vị những dấu ấn hoạt động truyền giáo của cha Giuse. Thông qua những cuộc trò chuyện với những người đã hoặc đang làm việc với cha Giuse vào thời điểm ngài qua đời, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị chân dung một vị mục tử đa minh như ngọn đuốc đang bừng sáng giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng chợt vụt tắt. Tuy nhiên, ngọn lửa truyền giáo ấy đã và đang được tiếp tục thắp lên không những trên vùng núi rừng Tây Nguyên nhưng còn khắp mọi miền nữa. Trước khi điểm lại hành trình truyền giáo của Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh, chúng tôi kính mời quý vị hãy cùng ngược về quá khứ để cùng tìm hiểu về tuổi thơ cũng như quá trình tu luyện của cha Giuse. Chào đời ngày 10 tháng 8 năm 1981, cậu bé Giuse Trần Ngọc Thanh là người con thứ 7 trong một gia đình có 10 người con. Ông bà cố Giuse Trần Văn Khuê và Anna Phạm Thị Khiêm là những người đạo đức, nên đã đem cậu đến Thánh đường Giáo xứ Bến Hải, phường 5, quận Gò Vấp để cậu lãnh nhận bí tích thanh tẩy, trở thành con của Chúa. Đến năm 1986, gia đình cậu chuyển về Giáo xứ An Nhơn, giáo hạt xóm mới. Ở đây, cậu học cấp 1 tại trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 16, Gò Vấp. 4 năm sau, gia đình cậu lại tiếp tục chuyển về Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt xóm mới Tổng giáo phận Sài Gòn. Do đó, cậu chuyển về trường Trung học cơ sở Tây Sơn, phường 13, Gò Vấp và tiếp tục học cấp 3 tại trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Công Trứ, Gò Vấp. Cậu Thanh được rước lễ lần đầu vào tháng 12 năm 1991 và lãnh nhận bí tích thêm sức ngày 15 tháng 1 năm 1995 tại Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình. Từ cuối năm 1999 đến hết năm 2001, cậu tham gia quân ngũ. Sau khi xuất ngũ, cậu Thanh đăng ký theo học chương trình của Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh khoa Công nghệ Thông tin. Sau khi tốt nghiệp, cậu Thanh có một thời gian về công tác tại Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Gò Vấp. Nhớ lại tuổi thơ của người con đã khuất, ông cố bùi ngùi cho chúng tôi biết. Rất là cái thời mà cha Thanh nhỏ thì con cứ ở trong ruộng này thôi. Đấy, còn cha đó kìa, ở dưới nhà ngoài kia con mua thêm nhà đất ngoài đó đó kìa. Cũng ít nói chuyện lắm ạ. Nhất là những hồi mà cha mà đỗ cha mà cha phải lên trên Kon Tum kìa. Về đấy vậy cũng nhiều khi tính cha cũng biết tính con cũng hay cảm động ấy đúng không? Thì cha trước khi đi vậy ít khi nào dám nhìn con mà nói chuyện. Sợ ấy này cũng đi vậy. Đến cả chót cũng vậy nè, đến cái hôm ở chót cũng vậy, thấy đi thôi cứ các em với các anh nhất là đưa đi ra đi, đi cũng chẳng có, chỉ chào sơ cả thôi rồi đi thôi, cha cũng hay cảm động lắm. Nhất là cái hôm mà mới đầu nghe cha bị chém á, con sợ quá, con nghĩ bảo không biết tự ước hoàn cảnh như thế nào, vì ở trên đó con thấy cha đi lễ, đi làm lễ vậy, trời ơi đi đường rừng, đường rừng mà vắng vẻ mà cứ có một cái xe vậy, rồi con thì thấy mừng lắm vậy, thưa con là mà thấy người kiếp người thế nào cũng có ngày chết, mà thấy cha chết vậy thì thấy quá đẹp rồi gia đình. Nhiều khi con chẳng cần cầu xin cha phải cầu gì hết đâu, thôi cha cứ chắc chắn là cha phù hộ. Ngay từ thuở ấu thơ, cậu bé Thanh đã có những tố chất và ước ao trở thành một linh mục của Chúa. Anh Trần Ngọc Lâm nhớ lại. Khi mà nhà bắt đầu mà chuyển từ ở dưới An Nhơn á, mà về trên cái nơi ở ngoài Lê Đức Thọ này này, cứ đi vô ở trong ruộng này làm, thì cha ở nhà đó là cha với lại ba cô gái này này, là cứ ở ngoài đó cơm nước là cứ quây quần á, là cái nhà bên hông á là cứ lui cu như vậy, lấy cái chăn xong cứ chùm lên trên người này là dâng lễ, mà chỉ đọc được mỗi câu là Chúa ở cùng anh chị em,
Xong cái là vậy thôi, rồi bắt đầu là sắp xếp, rồi bắn là cho rước lễ. Rồi vậy, thì có một hôm buổi chiều là cũng lui cui như vậy á. Lúc đó là 2 giờ mấy á, là cứ chùi chùi vào cái góc đó, cái góc đuôi. Cái là cái cây sắp nó rớt vô đầu, chảy, chảy máu như vậy này. Thế là mấy cô mới vô trong đây kêu mẹ, chúa tôi chạy ra mẹ la cho một tăng, xong lấy xe đạp dắt đi lên trên y tế để khâu. Năm 91, lúc đó là cha được là 10 tuổi. Vâng. Là cái kỷ niệm đó là vâng, nhớ nhất ở trong gia đình đó, là ngoài lúc đó là ngoài nhà ngoài. Còn lại là rồi lên trên gác nữa. Cái nhà bên đó cứ lên trên gác, xong rồi có lấy cả tượng Chúa Giêsu xong đặt cho các cô này hôn chân Chúa. Xong ra bà chùm cái mua cái bánh hay là đấy, xong rồi phát cho ăn. Khi mà cha còn đi học đó thì cũng thấy là cha không có cái ý định như là người của mình là lập gia đình hay là tính ha, sắp xếp là phải làm cái này cái kia. Thì cha cũng chỉ có cứ tập trung vào học, rồi về nhà phụ những cái việc nhẹ nhẹ ở nhà thôi, quét dọn rồi này kia, cũng có chăm chú vào đấy. Rồi tới khi á, mà đi bộ đội về á, cái là có lên trên phường xin vào làm ở trong quản lý đô thị phường á. Thì lúc đó thì tụi con cũng thấy, cũng cha cũng vậy, cũng lo lắng lắm, cũng phải sắp xếp công việc, cũng chưa nghĩ, lúc đó chưa có nghĩ gì là cái sứ mệnh đi tu của cha đâu ấy. Nhưng mà thôi thì cha cứ học rồi cha làm như vậy, mà chủ yếu là cái việc học của cha ở nhà thì cứ nhận thấy những cái sự cố gắng qua cái việc học thôi, thì cứ để cha muốn học sao cha học. Đối với ba mẹ con đó là cứ học được là ba mẹ con thích nhất, chứ không phải là phải làm này làm kia. Khi mà thấy rõ được cái bắt đầu mà bước chân vào tu á, thì đó nhà lúc đó là mừng, là cứ tập trung hết sức cho vậy cha thôi. Dù là cha đi như vậy nhưng mà khi về nhà cũng vậy, là cha quét dọn hết từ vâng đầu tới đuôi việc trong nhà. Vậy là tụi con mừng rồi. Thiên Chúa có nhiều cách thức để mời gọi các bạn trẻ trở thành tông đồ của Người. Mặc dù đang có một công việc ổn định, nhưng từ trong đáy lòng mình, cậu trai trẻ Giuse Trần Ngọc Thanh chợt nhận ra tiếng Chúa mời gọi chàng bước vào con đường tận hiến, mà cụ thể là đi theo linh đạo giảng thuyết của dòng Đa Minh. Thế là vào tháng 7 năm 2007, chàng trai Giuse Ngọc Thanh xin gia nhập đệ tử viện Thánh Gioan Tông Đồ tại Dĩ An, Bình Dương. Đến tháng 8 năm 2009, anh chính thức được thâu nhận vào giai đoạn tập viện, khoác trên mình tấm áo trắng dòng Đa Minh tại tu viện Thánh Martino Hồ Nai. Chỉ một năm sau, ngày 13 tháng 8 năm 2010, thầy Ngọc Thanh cùng với 13 anh em hân hoan tuyên khấn lần đầu tại tu viện Thánh Martino Biên Hòa, rồi tham gia tiếp chương trình đào tạo giai đoạn học viện tại tu viện Rất Thánh Mân Côi, Gò Vấp. Em gái của cha Giuse Trần Ngọc Thanh kể về anh trai. Không phải là cha mất thì con mới nói, nhưng mà cha thì được cái là cha hiền, ít nói, nhưng mà nói câu nào rồi á là phải nhớ câu đấy ấy. Dạ. Điển hình giống như là cha nói là con mà hay nhiều khi con bực dọc ai đó, con nói thì cha nói là không được đặt cho người ta một cái dấu chấm sau khi người ta chết. Dạ. Khó khăn thì con thấy cha ít khi, chắc cha là không than đâu. Dạ. Tại vì vâng, những hôm mà gọi về mà ốm á, cái giọng mà con nghe nó có lạc giọng đi á, thì con có hỏi là ốm hẹ, thì chỉ nói là không, thanh ho ít thôi. Dạ, giống như là không, kiểu là không có than vãn gì hết. Đi dân lễ cũng vậy, mà té đi cái đường mà đường đèo ấy, trơn trượt ấy, thì có té mà cũng không nói. Đến khi mà chụp hình á, con thấy là anh thì có chảy cái tay con thâm đen lại, thì con có hỏi là ủa thanh té hẹ, thì chỉ nói là thanh chảy sơ ấy mà. Đấy, lần nào cũng vậy, ốm cũng không nói, mà té cũng không dám nói, cho nên con nghĩ là
cha ít có gọi về mà than gì lắm ạ. Từ cái biến cố của cha mất, cho nên con thấy à, có Chúa đồng hành dạ rất là nhiều, cho nên con vững tin có Chúa nhiều hơn. Kết thúc 2 năm triết học, trong năm thực tập 2012-2013, thầy Giuse Ngọc Thanh cùng với thầy Phêrô Mai Vũ Quốc Duy đã đến và sống với người sắc tộc Ba Na và thực tập mục vụ tại giáo xứ Con Rơ Bàng, giáo phận Kon Tum do các cha Đa Minh coi sóc. Nhận xét về thầy Giuse Ngọc Thanh, cha Luca Nguyễn Văn Mạnh, nguyên chánh xứ Con Rơ Bàng cho biết: mùa hè năm 2012, lúc đó tôi đang là quản sứ giáo xứ Con Rơ Bàng. Giáo xứ Con Rơ Bàng năm đấy may mắn được đón nhận cha thầy Phêrô Quốc Duy, bây giờ là cha Phêrô Quốc Duy cùng với thầy Giuse Trần Ngọc Thanh về thực tập mục vụ tại giáo xứ Con Rơ Bàng. Mặc dù là thời gian cũng rất là ít ỏi, nhưng mà qua thời gian thực tập mục vụ tại giáo xứ Con Rơ Bàng, tôi nhận thấy nơi cha Thanh cái lòng yêu mến tha nhân, không chỉ cho giới trẻ thiếu nhi mà ngay cả những người già, cha thầy rất là ân cần, rồi đi thăm nom người ta, rồi nhiều khi thầy cũng xin phép đi vào làng để có cái quà, cái bánh, hoặc là đến thăm hỏi những gia đình khó khăn, những người già ốm đau bệnh tật. Và đồng thời thầy cũng rất quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ, mặc dù chỉ là đi thực tập mục vụ một năm thôi, đi rồi về, nhưng mà thầy cũng đã mày mò, thầy đi tìm hiểu, thầy nhờ các giáo lý viên, nhờ các em trong làng những lúc rảnh rỗi để dạy thầy nói những cái câu đơn giản, rồi thầy cũng ghi chép rất là cẩn thận. Vâng, thấy cái tinh thần yêu mến tha nhân cũng như là cái tinh thần học hỏi của thầy Thanh rất là đáng khâm phục. Theo nữ tu bác sĩ Trần Như Ý Lam, dòng Đức Bà: hình ảnh hiền lành và thông minh của em lúc đi học năm thần 4, em luôn ngồi đầu bàn, hiện rõ trong tâm trí tôi. Cứ thế, ngày qua ngày, khi tinh thần truyền giáo và linh đạo giảng thuyết của dòng thấm nhuần vào từng mạch máu của thầy, để sống được với ước mơ trở thành nhà truyền giáo, thầy Ngọc Thanh quyết định dấn thân trọn vẹn trong dòng qua lời tuyên khấn trọng thể vào ngày 15 tháng 8 năm 2014 tại tu viện Sắc Thánh Mân Côi, Gò Vấp. Cũng tại đây, vào giai đoạn cuối năm đào tạo hiến định, thầy Ngọc Thanh can đảm lãnh nhận chức phó tế ngày 13 tháng 12 năm 2016. Từ đây quê hương ở lại, thế là từ đây đi làm vườn nho Chúa. Từ đây tân linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh muốn thực hiện ước mơ là tiếp tục thi hành sứ vụ truyền giáo cho đồng bào sắc tộc trên cao nguyên Kon Tum, như châm ngôn đời linh mục của ngài: đường chân lý này con đã chọn. Cả một dòng họ con có mỗi
cha đi tu là được làm cha đây. Đấy thì như ấy thì con chỉ thấy cha là thích nhất là làm được cái nhà thờ. Thì ở như trên đó là cũng đi chỗ này, chỗ xứ này, xứ kia, chỗ này, chỗ thí điểm chỗ này, chỗ kia. Như cha nào con đấy thì chắc cũng đã quyết làm là làm tới cùng, làm bằng được. Nhà con với con cũng vậy, chuyên môn cũng chỉ cầu xin mà không không hiểu được cái ấy. Thì cần làm sao mà cha bền đỗ, mà nhất là khi mà cha đậu cha, đỗ cha thì đó. Thì nhà con mất rồi, nhà, thôi cha mà bắt đầu được vô mặc áo ròng á, thì có đi có được dự lễ, xong ước ao để được khấn trọn đời đấy. Bà ước ao lắm, trời ước ao là cha bước lên bàn thánh. Nhưng được chưa, hồi đó ấy rồi có chỉ làm sao được dự lễ khấn trọn đời. Nhất là khi mà cha đỗ mà cha phải đi xa đấy. Cứ thứ năm thì thường thường là giáo xứ là cứ đọc kinh cầu các linh mục thôi. Là thế nào còn cố gắng còn đọc. Cha bề trên giám tỉnh chấp thuận ước nguyện thánh thiện này, nên đã bổ nhiệm cha vào tu xá Thánh Louis Bertrand thuộc giáo phận Kon Tum và làm phụ tá cho cha chánh xứ giáo xứ Con Rơ Bảng. Chẳng bao lâu sau, vào cuối năm 2018, do sự sắp xếp lại nhân sự của tu xá, cha Giuse được bổ nhiệm làm phụ tá cha chánh xứ giáo xứ Đắc Mốt và sống với anh em trong nhà cộng đoàn tại Đắc Mốt để coi sóc các em nội trú và lo cho giáo dân sắc tộc Sê Đăng tại giáo họ Đắc Xú. Vừa mới được bổ nhiệm vào giáo xứ Đắc Mốt, cha Giuse Thanh dấn thân hết mình vào công việc huấn luyện các em nhà nội trú. Hôm thầy Mão về đây ở với cha Thanh là 14 tháng, thì trước khi cha Thanh là về đây thì cái sân thầy đang đứng đây là một cái vườn địa lan. Cái vườn địa lan là ở đây là không có để xe gì cả, mà là chỉ có trồng phong lan mà địa lan để cho nó mọc thôi. Thì khi cha Thanh về đây là làm sân bóng chuyền và thi đấu bóng chuyền để cho mọi người mạnh khỏe. Lúc đầu cha mở buổi học đàn cho bọn con học, rồi cha rủ bọn con đi suối, bọn con tắm, rồi con cha còn rủ bọn con đi kiếm củi. Rồi đến lúc sinh nhật của con, bố mẹ của con, cha cũng tổ chức cho con nữa. Vì nó thức ăn ngon à? Cha khen con vì học có sự tiến bộ. Cha khen thưởng cho con 100. Cha nói vậy, con cứ cố gắng đi, sau này có được giúp ích cho làng, cũng giúp ích cho xã hội. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với cha Than là năm đầu năm được cha Than dạy cho học tiếng Anh, học toán. Thường vào 7:30 là cha hay ngồi bên cái ghế sắt kia, cha hay coi tụi con học. Còn giờ không có cha nữa, là vào lúc buổi tối học bài là vẫn còn kiểu như còn nhớ cha. Nhà nội trú này nó rất là giúp cho chúng con tiện ở những người nhà xa ở đây để đi học. Và nó rất là giúp ích cho chúng con là được sống trong một môi trường cộng đồng rất là lành mạnh và được sự giúp đỡ của cha và thầy chỉ dạy, hướng dẫn cho tụi con học bài và ăn uống đúng giờ và những lần thể thao có sức khỏe. Là con tóm lại là con xin nói là nhà nội trú là một nhà lành mạnh rất là vui vẻ. Con hy vọng là nhà nội trú sẽ luôn tiếp đến qua bao những năm sau thế hệ cho các em vẫn còn giữ nguyên. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi những đêm cười đến nhân đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiền ngang đường, sóng gió sẽ vượt qua. Nhận thấy cánh đồng truyền giáo trên cao nguyên Kon Tum còn gặp nhiều khó khăn,
cha Giuse Ngọc Thanh không quản ngại dấn thân vào tất cả những việc gì mà ngài có thể làm trong vườn nho của Chúa. Ông thư ký giáo xứ Dartmouth ngậm ngùi khi nhớ lại những ngày tháng làm việc cùng với cha Giuse Thanh. Thì thấy cha thì những người phải nói rằng là hết sức là lo lắng cho bà con giáo dân. Khi mà cha về đây là xây dựng cái nhà nguyện của khu vực đây luôn. Rồi vấn đề thứ hai là cái xây dựng khu vực đây thì cha là cũng coi như người nông dân để làm và vậy thôi. Làm tất cả mọi việc, cứ mặc quần sóc lửng là đi làm việc nọ việc kia, không có ngồi không. Cha cũng rất quan tâm đến các khu vực vùng sâu vùng xa đấy, lo cho bà con là về vấn đề là cái tinh thần cũng như vật chất, đặc biệt nhất là cái chỗ mà cha lo cho cơ sở vật chất thờ tự ở khu vực sông sông xa đấy, xa trung tâm đấy, là có chỗ để mà người ta tập trung đến người ta cầu nguyện. Mà cái mô hình của cha là đang muốn là để có cái khu vực đấy để ngoài nhà nguyện đã xây dựng được nhà nguyện rồi sẽ thành, sau này sẽ thành là một giáo xứ nữa. Cho nên cha là cũng là rất là mong muốn cái chuyện đó. Khi mà ra nhà tôi đấy thì cha con ngồi là cứ thấy cha là mời cha lên bàn thôi. Cha bảo không, ngồi đấy với ông, chuyện tình cảm. Rồi bảo vậy cha ăn cơm với con nhé, và ngồi xuống ăn cơm luôn. Đấy là thể hiện là cũng như một người, vừa một người cha, người mẹ và một người bạn bè như vậy. Thấy gần gũi lắm, mà cũng chưa thấy bao giờ cha là nặng nhẹ với ai, gắt gỏng với ai cả. Lúc nào cũng vui vậy thôi. Lúc nào cha gặp thấy buồn là cha bảo ông Vọng rồi, con buồn lắm. Bảo cái gì? Chứ nói vấn đề cái vấn đề kia mà cha chưa được toại nguyện đấy. Và thôi được rồi, để con lo cho cha. Nỗi tiếc nhất là cái chỗ mà cha thì đang lo cho tất cả mọi người dân vùng sâu vùng xa đấy. Mà cha dùng kể cả tinh thần, kể cả vật chất của cha, cha có nào cha lo lên cho mọi người luôn. Thậm chí không có tiền cha bảo chứ là đi vay để mà mua cho bằng được, hoặc là lo cho bằng được cái vấn đề là yêu cầu của dân như vậy. Mà con nghĩ rằng nếu mà cha còn sống thì con nghĩ rằng là cái sự khi mà cha được điều động vào chỗ salon á, mới điều động được có 3 tuần thôi, thì chắc chắn rằng là sẽ triển khai cái nhà thờ càng sớm hơn nữa, và sẽ là xây dựng đàng hoàng hơn nữa. Khu vực mà bà con giáo dân ở dưới đất Sú Bờ Y đó thì sẽ là có một cái nơi sẽ thành một cái nhà nguyện này là gần đây thôi. Thì cha lo vấn đề đó, ấn tượng chỗ cha là chỗ đó. Trong 3 năm về giúp xứ tại Đắk Mốt thì cha Giuse Thanh đã cùng với các anh em giúp xây dựng nên nhà nguyện này. Căn nhà nguyện này là một nơi để các em nội trú cùng quy tụ lại đọc kinh sớm tối hàng ngày, và cũng là một nơi để các sơ các giá trong làng mỗi khi có dịp cần tĩnh tâm, cần chầu thánh thể thì các sơ các giá cùng quy tụ về đây. Đặc biệt, cha Giuse Trần Ngọc Thanh hăng hái dấn thân vào công việc chuyển ngữ từ các sách phụng vụ sang ngôn ngữ người sắc tộc. Cha có một tinh thần đam mê học hỏi và nghiên cứu ngôn ngữ người địa phương. Tiếp nối công việc của vị tiền bối là cha Anton Phạm Minh Châu, người đã chuyển ngữ các sách bài đọc qua tiếng Sê-đăng Đắk Mốt. Cha Giuse Thanh cũng cố gắng học tiếng Sê-đăng để chuyển ngữ sách lễ Roma. Đây là chiếc ghế mà cha Thanh thường ngồi để làm công việc chuyển ngữ. Sau lưng cha là phòng học tập của các em nội trú. Khi cần thì cha có thể hướng dẫn giúp các em học bài. Và mỗi khi khách tới thì cha sẽ mời khách ngồi đây và cùng tiếp khách. Và đây là bộ máy vi tính cha Thanh thường xuyên ngồi làm việc chuyển ngữ sách lễ Roma từ tiếng Việt sang tiếng Sê-đăng và biên soạn cuốn từ điển tiếng Việt Sê-đăng tiếng Anh. Cha Anton Phan Tự Cường, đặc trách sứ vụ truyền giáo của dòng Đa Minh tại Tây Nguyên, đã nhận định về công việc của cha Giuse như sau. Khi mà ngài ở con rờ bàng này á, thì là dân tộc Ba Na rồi, thì ngài cùng học tiếng Ba Na 1 năm, rồi khi làm phó tế là 4 năm sau khi học hết học viện lại lên Kon Tum này học tiếng Ba Na, thì đang học thì có thể giảng dạy được rồi, thì bề trên sắp xếp cho lên Ngọc Hồi cách đây 60 cây số. Để trên đó thì là người Sê-đăng,
Thế là kể như cái vốn liếng xe đăng này, cái vốn liếng Ba Na này ngài không còn sử dụng được nữa, lại bắt đầu một ngôn ngữ mới. Mà nhưng mà vì còn trẻ cho nên ngài đã quyết tâm học cho bằng được. Và có cái hay là cái việc sau này chính tiếng Ba Na này lại giúp cho ngài dịch tiếng xe đăng ra, dịch Kinh Thánh ra tiếng xe đăng một cách hữu hiệu hơn, nhờ có nguồn gốc tiếng xe đăng, nhờ có nguồn gốc tiếng Ba Na. Mà tiếng Ba Na mà kinh hiện ở trên này, Kinh Thánh phụng vụ đều bằng tiếng Ba Na hết, thì nhờ ngài biết được tiếng Ba Na, bây giờ ngài thêm được tiếng xe đăng nữa, thì ngài đã chuyển ngữ dựa vào tiếng Kinh, dựa vào tiếng Việt, dựa vào tiếng Anh, tiếng Ba Na để ngài soạn được cái bộ sách phụng vụ bằng tiếng xe đăng. Thì các cha trên này vẫn nói rằng ngôn ngữ còn thì dân tộc còn, ngôn ngữ mất thì dân tộc mất. Biết vậy, nhưng mà để mà học được tiếng một cái ngôn ngữ dân tộc, và nhất là học 2-3 ngôn ngữ luôn, là một sự nỗ lực lắm. Mặc dù các công việc bên ngoài ngài cũng vẫn tiếp tục, chứ không phải là một người, ngài là người ngồi ở nhà. Đó là việc ngài thiết tha với việc truyền giáo, nghĩa là không những ngài làm một mình, mà ngài mời gọi các sơ, rồi ngài mời huấn luyện một số các anh chị em sắc tộc, những cái làng đó làm thành một cái nhóm truyền giáo, để rồi công tác với ngài, chia sẻ với ngài trong các công việc đi, thứ nhất là đi thăm viếng người ta, sau này giúp đỡ những người khác, và cũng từ đó để nói về Chúa cho họ. Để có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ người địa phương một cách lưu loát, thầy Anton Phan Văn Giáo, người đang làm việc với cha Giuse Thanh khi ấy, kể rằng: Em thấy có một điều nổi bật nơi cha Thanh, đó là cha nhận thấy tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ địa phương, tức là tiếng xê đăng ở vùng mà cha đang phục vụ đó. Thì trước giờ cha đã nỗ lực để học tiếng xê đăng và có những cách để ngài học. Tức là sáng, buổi sáng đi dâng lễ ở ngoài thì cha thường mang theo cà phê, để sau lễ thì cha cùng pha cà phê và uống với mọi người, quây quần với nhau để đốt lửa, vừa uống cà phê. Và qua đó thì ngài cũng bàn chuyện của giáo họ với mọi người, và ngài cũng sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng xê đăng. Và khi ở cộng đoàn mà giáo dân đến chơi hay là đến gặp cha làm việc thì hầu như là cha cố gắng để giao tiếp bằng tiếng xê đăng trong khả năng có thể và để ngài học. Tiếc thay, công việc biên soạn quyển từ điển xê đăng Việt Anh của cha còn đang dang dở thì cha đã ra đi. Đây là giáo họ Đắc Xú, nơi mà anh em Đa Minh vùng truyền giáo Tây Nguyên cũng như cha Thanh đã mượn mái hiên của những ngôi nhà liền nhau làm nơi cử hành thánh lễ cho giáo họ. Hàng tuần vào 6 giờ sáng Chủ nhật, cha Giuse Trường Ngọc Thanh đã đến đây để dâng thánh lễ cũng như cử hành các bí tích cho bà con giáo dân ở giáo họ Đắc Xú. Chị Y Lệ, một giáo lý viên và là giáo dân đầu tiên cha Giuse đã gặp và làm việc tại giáo họ Đắc Xú, nói tới cha Giuse, chị gạt nước mắt cho biết: Ngài giúp kể cả vật chất, kể cả lẫn tinh thần, ngài dạy dỗ giáo dân từ thiếu nhi tới người lớn. Là những thiếu nhi ngài hay bồng hay bế, không sợ dơ, không sợ bẩn. Với người già, ngài thấy người già mà đi yếu, ngài cũng dìu dắt. Con nhớ nhất là nước mắt. Đã có con cũng đi chủng viện rồi mà cứ giữ mình như thế, cứ sống như vậy để làm gương sáng cho dân làng. Dạ, câu nhớ nhất cái câu đó là, đó là cũng là ngày thứ năm, là tới ngày thứ bảy là ngài bị chém. Cũng vậy, già làng tâm sự về cha Giuse Trần Ngọc Thanh với một lòng thành tâm. Cái đó là cha Thanh là cái gì cha cũng cho nhiều.
cha đến đây có là cái chuyện chơi, bắt đầu là cha hỗ trợ để ở nhà rồng bà con ở trong dòng làng để tập trung ở nhà rồng để vui vẻ, nó uống rượu có gì ăn là ở nhà rồng á. Chú cũng dạy giáo lý thôi, dạy bảo nó mấy người giáo lý viên để dạy cho các em. Nhưng người đối với hộ gia đình nào rối, hộ gia đình nào mà có gì đó trả, nó cũng bảo giáo lý viên dạy vân vân nhiều. Cha dạy thôi đấy, là nếu mới lại vợ chồng phải hạnh phúc 100 năm, đó. Phải tôn trọng nhau, còn cái phần ngoan phải quan ngoan này, rồi để học hành để trả dạy nó phải ngoan này, yêu Chúa là thương người. Nói tới tinh thần truyền giáo của cha Giuse Ngọc Thanh, cha bề trên tu xá Thánh Louis Bertrand Giuse Hà Đăng Hội nhận định. Cha Giuse Trần Ngọc Thanh là một thành viên trong tu xá. Tôi thấy ngài rất nhiệt tình trong công việc. Nhìn khuôn mặt của ngài, chúng ta luôn luôn thấy ngài rất tươi sáng, luôn cười. Và cái điều đó nói lên cái tinh thần dấn thân của ngài luôn sẵn sàng đảm nhận những công việc mà nhà dòng trao cho ngài. Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi chủ chức linh mục thì ngài đã đảm nhận cái công việc là trưởng cộng đoàn nội trú Đắc Mốt và cùng với cha xứ mục vụ tại giáo họ Đắc Xú. Rồi khi được ngỏ lời đặc trách giáo họ Sa Long với công việc nhiều hơn, với trọng trách nặng hơn và với cái hoàn cảnh nó cũng bất tiện hơn, cha cũng đắn đo suy nghĩ, thế nhưng mà rồi cha cũng sẵn sàng đón nhận. Và chúng ta thấy chỉ sau một thời gian rất ngắn ở Sa Long thì ngài gặp bị sát hại như thế. Và cái tinh thần của ngài sẵn sàng như vậy cho chúng ta thấy rằng cha luôn luôn vì giáo dân, đảm nhận công việc vì giáo dân, vì sứ vụ của nhà dòng. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tà áo trắng dòng Đa Minh của cha Giuse luôn rực sáng giữa núi rừng Tây Nguyên. Không phải vì tấm áo màu trắng, mà vì tấm áo ấy đã toát lên tình yêu rực cháy trong lòng của một vị linh mục trẻ. Tấm lòng của một vị mục tử luôn hết lòng vì đàn chiên của mình. Tôi thấy cha Thanh rất là nhiệt tình trong công việc. Ở với cha Thanh một thời gian khoảng 4 tháng tại Đắk Mốt thì anh em cũng gần lớp với nhau, mà cho nên cũng hay nói chuyện với nhau. Thì cha Thanh cũng rất hay hỏi, ví dụ là sắp tới em định làm cái này, sắp tới em định làm cái kia, anh thỉnh thấy như thế nào chẳng hạn. Và qua đó em thấy là cha Thanh có rất nhiều cái thao thức để mà giúp cho bà con cái vùng mà mình phụ trách, lúc đó là ở Đắk Xú. Và cụ thể những công việc cha Thanh làm, ví dụ như là vào kỳ hè, là cha sẽ đưa các em nhỏ thiếu nhi ở Đắk Xú về cộng đoàn, rồi nhờ người từ Kon Tum lên đó để mà dạy nhạc, dạy đàn, dạy cồng chiêng và dạy văn hóa cho các em. Rồi vào những cái dịp lễ lớn, chẳng hạn như là Tết, Giáng sinh, Phục sinh, thì thấy cha Thanh cũng rất là tích cực trong việc liên hệ với các nhóm từ thiện bác ái, quý ân nhân ở Sài Gòn, Đồng Nai, rồi mời họ về vào làng nấu ăn cho các em, rồi tổ chức hội chợ vui chơi. Rất nhiều cái chương trình mà cha Thanh thao thức làm cho bà con, không chỉ thiếu nhi không mà thôi, mà cả với người lớn, người nghèo, hay là cả vấn đề về ngôn ngữ, cha cũng rất là nhiệt tình trong những cái vấn đề đó để mà giúp cho đời sống đức tin nói riêng cũng như đời sống của bà con nói chung được thăng tiến. Qua đầu năm 2022, ngày 6 tháng 1, theo nhu cầu mục vụ chung, vị bề trên tu xá Thánh Louis Bertrand Kon Tum đã sắp xếp cha Giuse Trần Ngọc Thanh rời cộng đoàn Đắk Mốt
để đặc trách giáo họ Sa Long, gồm hai làng Giang Lố 1 và Giang Lố 2, tiếp nối chương trình của anh em Cộng đoàn Đa Minh. Ngày 13 tháng 1 năm 2022, cha chánh xứ Gioan Bautista Đỗ Thanh Tùng giới thiệu cha Giuse Thanh với giáo họ và chính quyền xã Sa Long. Tại đây, cha Giuse đã cùng với anh chị em giáo dân lên kế hoạch tiếp nối dự án xây dựng một ngôi thánh đường mới tại làng Giang Lố 1, rộng rãi hơn và khang trang hơn. Cha Anton Phạm Minh Châu, người tiếp nối sứ vụ xây dựng ngôi thánh đường tại đây, cho biết. Sau khi nhận được bài sai từ cha bị trên, tôi xá Đa Minh Con Tum về giúp cho bà con nhỏ ở Sa Long. Quả thật là cái cảm giác ban đầu rất là sợ. Sợ là nó sau biến cố cha Giuse qua đời đó, thì như mọi người đều biết, đó là một cái biến cố rất là đau thương, xót xa, bàng hoàng nơi mỗi người chúng ta. Nhưng mà rồi cũng vâng lời cha bị trên và được sự tín nhiệm của anh em trong tu xá, thì tôi đã nhận lời về để tiếp quản những công việc của cha Giuse đã để lại, đã dự tính trước đó. Khi về thì chắc chắn là nó rất nhiều công việc, mà tôi về tôi nhận cái giáo điểm này thì hoàn toàn trắng tay, không có sự gì cả. Mà ngay cả cha Giuse cũng khi ngày về, ngày cũng nhận cái công việc này cũng không có một cái sự gì cả luôn. Mà tôi tiếp nối tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi cứ can đảm, sẵn sàng rồi để anh em khác trong tu xá cũng cộng tác với tôi trong cái công việc lo cho giáo họ Sa Long này. Và rất nhiều công việc mà như quý vị biết là cái quan trọng nhất đó là xây nhà thờ. Thế nhưng thao thức của Ngài còn đang chưa thành hiện thực, thì chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 1 năm 2022, trong khi cha Giuse Trần Ngọc Thanh đang ngồi ban bí tích hòa giải cho giáo dân sau thánh lễ chiều thứ Bảy, thì máu cha đã đổ ra, thấm đẫm chiếc áo trắng dòng Đa Minh. Lúc đó sang chiều thứ bảy cha lễ xong là cha Thanh cho xin tội chân tội em cùng vừa con còn nhỏ của em quỳ xuống có đề xin tội chân tội chưa xong có kiên đó đi chiến là em nó không thấy, nhìn nó không thấy, mình đang quỳ xin tội mà không thấy, nghe tiếng chân đã khục nghe tiếng chân cha mình nghe tiếng chân này khục nghe đây như lon đây là chân cha chân ở đầu cha đây chỉ thay cha đang ngồi như thế này cha máu cha cũng ra nhiều đấy. Là lúc đó con đang ngồi đây thấy Kiên nhưng mà không biết Kiên thấy đi không con nghĩ sao mà đi tới cha tới làm gì, đến chỗ này này thấy chỗ đây là lấy, lúc đi không thấy con dao đi như thế này này, tôi cha thì lấy dao lại chém như thế này, con nhìn thấy nhưng mà người đã chỉ chạy hết, còn một mình con đó đang đúng sao con cũng nghĩ một nghĩ một câu chém chán thế cha chết, còn không tự lúc đó con không sợ không run gì hết, còn chạy muốn lấy cứu cha, tôi đây Kiên lại dao chém con này cúi xuống chạy tay tôi kia muốn chạy ra ngoài, lúc đó con của con 4 tuổi đang chơi đấy con cũng không nhộn nữa, lúc chém con sợ lắm, lúc đó con không sợ gì hết muốn cứu cha, lúc tôi đây là không cứu được cha, lại Kiên lại dao chém con cúi xuống lại chạy tôi kia lại thấy Kiên này làm lại chém thầy giáo chỗ kia nữa. Mặc dù anh em và mọi người đã nhanh chóng đưa Ngài đi cấp cứu, nhưng vết trọng thương đã làm cha mất quá nhiều máu, nên cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã an nghỉ trong Chúa lúc 23:30 sau 12 năm khấn dòng
và hơn 3 năm sống ơn gọi linh mục, hưởng dương 41 tuổi. Còn kẻ gây án mạng Nguyễn Văn Kiên cũng đã bị bắt ngay sau đó và đang chờ ngày phán quyết của pháp luật. Ngày 30 tháng 1, thánh lễ đưa chân cha Giuse tại nhà nguyện Blaydon, giáo xứ Con Rơ Bằng như một lời chào tạm biệt của cha Giuse, lưu giữ lại những giây phút cuối cùng của vị mục tử dòng Đa Minh trẻ trung, nhiệt huyết tại miền đất cao nguyên Kon Tum. Để rồi cha Giuse lặng lẽ trở về với lòng đất mẹ, trong vòng tay yêu thương, ngậm ngùi luyến tiếc của anh em Đa Minh tại đất thánh tu viện Thánh Martino Hố Nai ngày 31 tháng 1 năm 2022. Kính thưa quý vị, trong niềm tin và sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta phải tạm nén lại nỗi đau thương từ sự ra đi quá đột ngột của cha Giuse, đồng thời biến sự đau đớn này thành những lời cầu nguyện và những việc làm thiết thực để phục vụ cho sứ vụ truyền giáo của dòng Đa Minh và của giáo hội. Khi được hỏi sự ra đi quá đột ngột và đau đớn của một linh mục trẻ đang hăng say trên con đường truyền giáo, có ảnh hưởng gì đến anh em đang mục vụ tại Kon Tum? Cha bề trên Giuse Hà Đăng Hội tâm sự. Thú thật, lúc cách đây đúng 2 tháng thì tinh thần cũng hoang mang, bởi vì cách mà cha Thanh phải chịu thì nó khiến cho người ta sửng sốt và bàng hoàng quá. Là cái điều đó thì cũng khiến cho anh em dao động. Thế nhưng mà sau 2 tháng nhìn lại cái chết của một người anh em, và đặc biệt nó là một người trẻ đang hăng say trong công việc, thì cái điều đó giúp cho anh em, những người còn lại, cụ thể những anh em Đa Minh ở tại Kon Tum này, có một cái tinh thần mới để tiếp tục bước tới, tiếp tục không chỉ là làm những công việc của cha Thanh còn dang dở, nhưng mà bước tới để chu toàn cái bổn phận, hay là những đóng góp mà anh em Đa Minh cố gắng để đóng góp với giáo phận. Cái tinh thần đó nó không được thôi thúc lên, được thổi lên ở nơi mỗi người anh em, cả những người lớn và những người trẻ. Cũng vậy, người tận mắt chứng kiến biến cố kinh hoàng ấy và cũng suýt là nạn nhân của kẻ thù ác, thầy Anton Phan Văn Giáo vẫn khẳng định. Sau biến cố xảy ra thì trong thời gian đầu em có vẻ nặng nề về đầu óc, cũng mệt mỏi, nhưng mà nhìn vào đó thì em lại có tinh thần muốn dấn thân và muốn tiếp tục con đường giống như là cha Thanh đã chọn đó. Cha Tadeo Hồ Vĩnh Thịnh, một trong những người đã truyền lửa sứ vụ truyền giáo cho cha Giuse Trần Ngọc Thanh, chia sẻ. Sự nuối tiếc ai cũng có, một người trẻ đang hăng say, đang nhiệt tình, đang có nhiều thao thức ra đi một cách đột ngột như vậy, mọi cái cảm thấy nó dở dang. Nhưng mà chính vì vậy nó làm cho những anh em còn lại thấy rằng mình vẫn có cái trách nhiệm là tiếp nối những cái công trình, những cái công việc, những cái thao thức của một người anh em của mình đã từng thao thức nhưng mà chưa thực hiện được. Thì mình là những người ở lại, còn lại thì mình lấy đó như là một cái động lực để mình tiếp tục tiếp nối những cái công trình của anh em. Tại vì anh em cũng luôn xác định những cái công trình, dù cho một cá nhân mình suy nghĩ lên chương trình, nhưng mà nó luôn luôn là cái chương trình chung của cộng đoàn, của anh em Đa Minh ở trên này. Thật vậy, sứ vụ truyền giáo trên vùng Tây Nguyên bao la không hề là một sứ vụ đơn giản, nhưng chứa đựng biết bao khó khăn. Cha Luca Nguyễn Văn Mạnh dấn thân hơn 10 năm truyền giáo trên Kon Tum đúc kết.
để dấn thân vào sứ vụ truyền giáo ở trên Tây Nguyên và cụ thể là cho những bà con dân tộc thiểu số, thì thứ nhất là cần cái sự hy sinh, sự gần gũi và cũng cần cái sự can đảm nữa. Bởi vì khi dấn thân vào các sứ vụ rồi đi chỗ này chỗ kia tiếp xúc người này người nọ thì cần có cái sự mạnh dạn, mạnh mẽ cũng như là cái sự dễ dàng tiếp thu, dễ dàng tiếp ứng với những cái thay đổi cái tính tình con người cũng như là từng bản sắc của các dân tộc ở trong các buôn làng. Thế nhưng tin tưởng vào lời giáo huấn của Chúa Giêsu, phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế. Tình dòng Đa Minh cộng tác với giáo phận Kon Tum từ 2010 đến nay. Và anh em Đa Minh đã đảm nhận coi sóc mục vụ đối với người sắc tộc, chuyên về người sắc tộc. Chấm muốn hỏi về cái chuyện khó khăn, tình hình chung ở Kon Tum thì nó cũng khá khác với những cái vùng miền khác. Ví dụ đối với anh em Đa Minh, khó khăn có thể là đó là ngôn ngữ, một ngôn ngữ người sắc tộc, cho nên phải nỗ lực, phải cố gắng của anh em để nói, để nghe, để hiểu đối với họ. Bên cạnh đó, trong việc mục vụ, anh em cũng thấy hoàn cảnh sống, điều kiện sống ở đây nó không như những nơi khác. Do đó, trong các công việc mục vụ, khó khăn có thể đó là cơ sở vật chất, đó là việc xây dựng cơ sở vật chất. Anh em phải xoay sở, phải liên kết, phải xin nhiều nơi, nhiều nguồn để mà mình có thể nâng cao đời sống của người dân cũng như là để đáp ứng nhu cầu mục vụ của giáo phận. Bên cạnh đó, có thể đó cũng là đời sống kinh tế của người dân còn thấp. Do đó, cái việc mức sống của người dân cũng không được cao. Cho đó anh em cũng có thể là phải nâng cao đời sống, không chỉ là cơ sở vật chất, nhưng mà điều kiện sống hàng ngày. Ví dụ, những nhà vệ sinh chẳng hạn, những cái tối thiểu như thế nhưng mà họ cũng không có. Thì anh em phải xoay sở để mà giúp họ để nâng cao đời sống lên. Bên cạnh đó thì yếu tố giáo dục, văn hóa cũng là một yếu tố chính mà anh em đang đảm nhận. Ví dụ như nhà nội trú hoặc là xin các học bổng để cho các em học sinh có điều kiện để nó theo học. Là người con của cha thánh Đa Minh và là người em tiếp bước những sứ vụ truyền giáo của các bậc cha anh, cha Giuse Trần Ngọc Thanh đã đến và hiện diện giữa núi rừng Kon Tum như một ngọn đuốc nhỏ tiếp nối sứ vụ ngôn sứ của Thiên Chúa, để tiếp tục soi rọi và dẫn lối cho những người sắc tộc Tây Nguyên bước theo nẻo tìm về Đấng là đường, là sự thật và là sự sống, đồng thời đốt lên trong lòng người nơi rừng núi xanh thẳm một tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, ngọn lửa mà xưa kia Chúa Giêsu đã đem đến thế gian và những mong ngọn lửa ấy cháy bùng lên mãi để soi đường dẫn lối cho muôn dân. Hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín.
sáng lên ngọn lửa.